Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, miền Bắc trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ xuất hiện nhiều nơi, nhiệt độ cũng giảm xuống từ 1 đến 2 độ tùy từng khu vực. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh nhanh chóng suy yếu, vì thế gió chuyển hướng đông sang đông nam mang đến trời nhiều mây cho hầu khắp Bắc Bộ. Mưa nhỏ xuất hiện trở lại cho các tỉnh thành khu vực ven biển ở phía đông Bắc Bộ, nên nhiệt độ ngày chỉ còn từ 22 đến 25 độ. Ở khu vực phía tây Bắc Bộ, trời vẫn còn có nắng nhẹ vì trưa chiều nên nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 28 độ. Riêng khu Tây Bắc nhiệt độ có nơi trên 28 độ. Dự báo đến cuối tuần này sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mới nữa cực mạnh tiếp tục dồn xuống nước ta. Mưa vừa mưa to cũng có thể xảy ra trên diện rộng. Gió đông của khối không khí lạnh yếu cũng khiến cho vùng ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến từ Thiên Huế trời nhiều mây hơn, những cơn mưa nhỏ rải rác cũng xuất hiện về đêm và sáng sớm mai. Tuy nhiên, đến trưa chiều, nhiệt độ ban ngày ở các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế do trời vẫn có nắng sớm nên nhiệt độ ngày cao từ 25 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận trời vẫn có nắng sớm, không mưa nên nhiệt độ ngày ở khu vực này cũng cao từ 28 đến 31 độ. Lưu xuống khu vực phía Nam là cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, đêm chỉ có mưa vài nơi, ngày trời cũng có nắng sớm với cường độ nắng mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở vùng cao Tây Nguyên sẽ dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ với mức nhiệt phổ biến trong khoảng từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Nắng nóng vẫn xảy ra cục bộ ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Chuyển sang thời tiết trên biển. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ cần lưu ý tới hiện tượng sương mù khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1 km. Ngoài ra, ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển ngoài khơi từ Bình Định đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, và có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 lên cấp 8. Sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2.